Tiền đổi tiền như mất phí, mức tỷ lệ có thể lên tới 3 đến 7, tức là bỏ ra 10 đồng chúng ta chỉ nhận lại được 7 đồng. Tôi đang muốn nói tới dịch vụ đổi tiền mới vào mỗi dịp Tết Nguyên đán. Câu chuyện đã diễn ra nhiều năm và điểm khác biệt năm nay là mức phí đổi tiền đã tăng gấp 2 đến 3 lần so với năm trước. Thậm chí muốn đổi tiền mới, lượng lớn còn phải đặt cọc. Dịch vụ đổi tiền lẻ ngày càng nở rộ và có mặt ở khắp mọi nơi. Phóng viên Bản tin Tài chính Kinh doanh đã tìm hiểu tại khu vực Hà Nội. Chùa Phúc Khánh mới đặt chân vào đầu ngõ đã có lời mời chào đổi tiền lẻ. Chủ quán cẩn thận cất tiền vào tủ, có khách mới lấy ra. Chúng tôi đề nghị đổi loại 5 và 10.000 đồng. Chỉ một lát, chủ cửa hàng chạy ra với hai cọc tiền lớn trên tay và chỉ đồng ý đổi với số lượng lớn. Vẫn đổi lẻ, không bao giờ mà đấy bảo lẻ, tôi chỉ có qua sử dụng đồ. Tìm đến phủ Tây Hồ, việc đổi tiền lẻ có vẻ thận trọng hơn. Có cửa hàng, có khách mới đưa tiền ra. Có chỗ chỉ để vài đồng tiền lẻ trong tủ, khách mua mới lôi ra. Đủ mọi giá từ 500 đồng đến 50.000 đồng từ cũ đến mới, với mức phí lên gấp 3, gấp 4 so với năm trước. 5.000 đắt, 5.000 là 1 triệu là mất 200. 10.000 thì giờ cũng lấy thế. Còn để đổi số lượng tiền lớn từ chục triệu trở lên thì buộc phải đặt cọc. Nhất là loại tiền mới, mệnh giá 10, 20.000 thì tỷ lệ đổi có thể lên tới 73. Tức là đổi 100.000 chỉ lấy được 70.000. Vậy mà hàng luôn cháy. Em không lấy thì mai lại lên giá khác. Qua tìm hiểu, hầu hết các khu vực gần chùa ở Hà Nội đều có dịch vụ đổi tiền lẻ. Dù đã có quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiền tệ lên tới 40 triệu đồng, song thực tế hoạt động đổi tiền lẻ vẫn ngang nhiên diễn ra. Và dường như càng cấm thì mức phí càng cao.